Vậy là chúng ta đã trải qua một năm 2020 đầy khó khăn, nhưng chúng ta nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung đã xuất sắc vượt qua được năm 2020 này. Trước thềm năm mới 2021, Phan Hải xin kính chúc ông bà, cô bác, anh chị có một mùa xuân được vui tươi, ấm no, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, như ý và cát tường. Và Hải mong cô bác anh chị vẫn sẽ ủng hộ Hải để duy trì kênh Thuốc Nam này đến mai sau và mãi mãi. Xin cảm ơn cô bác anh chị mình rất nhiều, những trái tim yêu thương đã gửi gắm cho Hải. Hải sẽ trân trọng và trân quý điều này trong tim của Hải. Xin cảm ơn ông bà, cô bác anh chị rất nhiều.